chào các bạn. Hiện tại bên công ty mình đang có khá nhiều đơn hàng hỗ trợ việc các bạn đi siêu chuyển việc tại Nhật. Đơn cử như đơn hàng về công ty kinh doanh sản phẩm chức năng làm đẹp. Địa điểm làm việc là tại Tokyo. Thời gian làm việc là từ 8 giờ đến 17 giờ. Lương khởi điểm sẽ rơi vào khoảng 25 man. Ưu tiên những người có thể nói được tiếng Trung. Chi tiết cụ thể về đơn hàng các bạn có thể tham khảo thêm khi tham dự buổi giới thiệu đơn hàng ở công ty mình. Buổi giới thiệu đơn hàng ở công ty mình tổ chức hàng ngày trong tuần thứ hai, thứ tư, thứ sáu vào lúc 11 giờ, thứ ba, thứ năm, thứ bảy, chủ nhật vào lúc 14 giờ. Sau khi các bạn tham dự buổi giới thiệu đơn hàng, các bạn sẽ được nhận phiếu kết tổ để có thể đăng ký phỏng vấn các đơn hàng các bạn muốn phỏng vấn. Chi tiết cụ thể các bạn hãy liên hệ đến số điện thoại 0362068058.